Sài Gòn. Phở là thịt nướng nó kỳ. Phở Sài Gòn, 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 Sài Wow, có trăm món luôn. Quá nhỏ. Đi là bao nhiêu? Mày tưởng đi. Mày sợ qua mình ghét tiếp này. Biết rồi mày đang muốn mày đó. Quán này nhỏ là rất là cũng. Cái tiệm này thì là bún Sài Gòn nhưng mà nó nhưng mang đủ thứ đó. Con bún chứ bún người ta tại thằng này nó xạo. Con này tiệm này là tên là bún Sài Gòn nhưng mà nó bán đủ thứ, có cơm phần đủ thứ chứ không phải là chỉ bún. Mình order cơm phần hai người để mát rác mang lại cho bạn xem. Bây giờ đang đợi ăn, mình order cái cơm phần hai người. Tại sao tự tin vậy? Sao đi con? Không quay được. Ở đâu vậy? Sao đi? Mình là mình muốn đưa những diễn viên đẹp lên phim, cho nên gặp ai đẹp thì cũng vậy. Đây là mấy người Mỹ mà người ta ăn cơm, người ta ăn đồ ăn của Việt Nam. Cho còn hai người thì mới có cái swing roll, cái kiểu swing roll. Đây là appetizer của mình nha. Mặc dù đi Canada nhưng mà toàn là tìm đồ ăn Việt để ăn thôi. Ăn đồ ăn Mỹ cũng ngán là lắm. Mà thử gọi cuốn, gọi cuốn sợi nhắc rồi trời. Tương làm rất ngon. Tương làm rất ngon. Ngồi của mình thức ăn mấy cái cà rốt. Xin cho ông chiên dầu cũ lắm kì. Xin cho ông chiên dầu cũ. That's why I switch to swing roll, banana, egg rolls. Người hàng cái gì cái deep fry á,
Mình phải dùng một cái chảo nó chiên đủ thứ đó. Em lắm. Thôi là không nên ăn được chiên nhiều. Cơm tương có cà rốt và đậu hầm. Chúng ta cắt vô. Nó đặc biệt là ở Canada này á, mặc dù xứ lạnh nha, do ớt nó cho ớt tươi, còn trong cái đó bên mình á còn ớt băng đá. Không, ớt sắc tươi nè. Ớt Hà Lan mới cho ớt sắc tươi mà ớt hiểm á, nó thái chi đi. Thấy cưới chơi này sao? Ở rồi sao tôi Sài Gòn nó kho cá này bỏ mỡ hành vô, chứ hành chú lòng múc vô chứ mày đã có mỡ hả? Có mỡ với hành đó. Vớt cá ra đây nè, ổ tôm à, tôm khỏi vớt, nước mắm ớt thôi, chế nước mắm vớt đây. Ủa mày đâu có ăn cá rồi đúng không? Rồi cảm ơn bé. Đó, người ta bỏ đây nè, hôm nay ăn bún mà làm gì cũng có bỏ hành. Đúng rồi. Tôm bỏ đâu? Tôm chấm nước mắm không? Không, tôm không chấm gì đâu. Tôm không hả? Rồi quay đi. Tôm chấm nước mắm. Đây không phần hai người, đó là không? Có phần đổi cuốn cái này nữa. Nãy các con không mở hành á, bây giờ mình xin mở hành bỏ vô nè. Giống như cái kiểu của Việt Nam, của bên nhà hàng mà Sato Sài Gòn ở Mỹ. Bây giờ bữa có kho cho con. Có nguyên trái cái ngài nó bị bể bể, nó bị bể. Bổ sung thôi, bổ sung thôi. Cá này, biết cá này đó, cá này là giống như cá cắt khúc mà đông lạnh rồi, ở bên Việt Nam nhập qua. Đúng vậy. Đừng nói cái từ cái cá kia, không thích ăn. Còn không nghĩ đâu quá sao nữa. Có không? Cũng ngon như chế rồi nè ha. Có không? Tôi không thấy đâu mà cái mình không biết. Có mà. Có là nghĩ phải có được. Ừ. Ngon quá. Thì tưởng tượng đi du lịch ở một nước xa xôi mà ăn những món ăn của quê mẹ thì nó sẽ khác như thế nào? Oh, still sorry, dính không? Kỳ vậy ta? Ăn dần mặt quê. Cái cá này chưa thấm này rồi thì nó cần thật sự mặt nhất cho nó lực qua. Không, cái con cá này chưa thấm, bên này là chưa thấm, cái bên đó thấm rồi. Cái hành nó ngon, nó làm ướt con cá hơn. Quân hả? Tóc mỡ đen là tóc mỡ mà đen lắm là quân lắm hết gì kìa. Sơ mấy nó không, cứ lớp màu vàng nè. Sót hả? Sót cơ. Sơ mấy. Hả? Cách dạy. Sót á.
Không lẽ ta đọc lộn ta, chữ gì gọi là nếu mà có thì em ra đầu đi. Nhưng mà nếu bỏ tới mỡ em không ăn được. Không, anh tôi bỏ đó. Đọc tốt lắm. Đọc tốt lắm. Có đồ ơn mùa đông hả? Không chả giò. Nhìn cái màu mà mình tưởng qua là cái gì qua nè? Bánh xèo mà này chả giò nha. Bánh xèo vô. Nhìn lại nè, từ bánh xèo xong thấy bàn tan không ai hỏi, không order. Công trong là đi hết nổi luôn, sao lại chưa chậm. Con cá Việt Nam còn con cá Việt Nam rất nhiều luôn. Bây giờ đây là một giống bánh tráng của Việt Nam á, chúng phải bánh tráng ở đây là bánh gì? Tráng mà còn là bánh tráng mà mỏng á, giòn. Cảm ơn có gì? Có hình. Có sao? Có pha, có bún.
Đi du lịch Canada thì đừng lo nha, tại vì đồ ăn Asian rất là nhiều. Asian nha, không phải là Việt Nam không? À, bột tàu, bột Thái Lan. Không lo. Nhưng mà để cho mọi người chắc tìm kiếm được mấy quán này. Anh không nên mở, không có một nhà hàng đâu. Asian luôn, rồi ngon. Ngon. Mà đồ món này không hai người đều khẩu vị mà tự nhiên mày nghĩ qua nó cái đề tài khác là tao choáng váng no căng bụng luôn đi đi qua chừng nào vì mới ăn no sẽ chụp hình chụp tiếp. Kèn thấy không? Đi chậm nó không kèn. À, vô rồi nó tối thì nó tắt, nó tự động tắt á, thì nó tối. Không, cái cảnh á. Không biết. Next stop. Ôi, nhẹ.